Xin chào mọi người, em đến từ phòng dịch vụ LMS. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cơ bản trên Apple Watch. Tới hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối Apple Watch với iPhone. Lưu ý, trước khi thực hiện thao tác thì pin hai thiết bị này phải trên 50% và iPhone của mình cần phải kết nối với mạng. Trên tay em hiện tại gồm hai thiết bị, bên tay trái là Apple Watch Series 4 và tay phải của em là iPhone 12. Và bây giờ em sẽ thực hiện thao tác kết nối Apple Watch với iPhone. Đầu tiên chúng ta hãy đặt Apple Watch gần với iPhone để kết nối. Và bây giờ nó sẽ hiện ra một thiết lập Apple Watch. Vì em sẽ là chính em sử dụng nên em sẽ đặt là thiết lập cho chính tôi. Và bây giờ trên chiếc Apple Watch sẽ hiện ra một vòng tròn màu xanh. Ta sẽ lia camera vào vòng tròn đó để hoàn tất việc kết nối. Sau khi hoàn tất việc kết nối thì bây giờ sẽ tới bước thiết lập cho chiếc Apple Watch. Tùy chọn cổ tay, chọn tay bạn muốn đeo Apple Watch. Vì em đeo tay trái nên em sẽ chọn tay trái. Đây là một điều khoản và điều kiện. Chúng ta hãy cứ tiếp tục bỏ qua và thiết lập theo tùy người sử dụng. Theo dõi lộ trình bài tập. Bài tập trên Apple Watch sử dụng vị trí của chúng ta để theo dõi lộ trình và thời tiết địa phương dành cho các bài tập ngoài trời. Tập chính tả giúp chúng ta soạn tin nhắn hay trả lời tin nhắn bằng giọng nói trên Apple Watch. Ta chọn kích thước và độ đậm của chữ. Chúng ta có thể tăng giảm kích thước và độ đậm của cơ chữ tại đây. Bước này chúng ta phải tạo mật mã cho chiếc Apple Watch hoặc có thể bỏ qua. Chúng ta có thể chọn cập nhật hữu công hoặc cập nhật tự động. Và bây giờ mình chỉ còn chờ đợi Apple Watch đồng bộ với iPhone. Trong khi chờ đợi đồng bộ thì trên thiết bị Apple Watch sẽ hiển thị hướng dẫn chúng ta cách sử dụng các nút như màn hình cảm ứng, nút digital và nút sườn. Và bây giờ việc kết nối Apple Watch với iPhone đã hoàn tất. Để có thể xem thông tin chiếc Apple Watch của mình và tùy chỉnh nó trên iPhone thì ta bấm OK và vào phần mềm Watch trên iPhone của mình. Và đây là giao diện chính của ứng dụng Watch. Mình phải bấm vào đây để tùy chỉnh mặt đồng hồ của mình. Và chúng ta có thể xem có bao nhiêu đồng hồ đang kết nối với iPhone này bằng cách vào tất cả đồng hồ. Ở đây chúng ta có thể thấy mặt đồng hồ mặt của chiếc Apple Watch đã kết nối vào iPhone. Để xem thông tin của chiếc Apple Watch mà đang kết nối, mình vào phần cài đặt chung, phần giới thiệu. Ở đây, nó sẽ hiện đầy đủ thông số của chiếc Apple Watch của mình đã kết nối. Mình phải đổi tên tại đây. Cập nhật phần mềm. Trong mục này, nó sẽ hiển thị hệ điều hành mới nhất của chiếc Apple Watch của mình đã được nâng cấp. Như Apple Watch này đã là watchOS 7.5. Và ở mục này chúng ta có thể mở tính năng tự động cập nhật hoặc cập nhật hữu công tại đây. Vậy là thao tác kết nối Apple Watch với iPhone đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.